Rồi vâng em chào các bác nhé Chào mừng các bác đã đến với kênh youtube của điện thoại Dũng Kiên Có địa chỉ tại cầu giảm xã Tân Hương huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương Số điện thoại liên hệ là 0978 336 559 Và 0971 336 559 các bác nhé Hôm nay mà về cho các bác một biển iPhone 8 Plus quốc tế 64 gb bản Mỹ các bác nhé Đẹp keng luôn Toàn màu chất màu đẹp cho các bác này. Đúng một biển luôn các bác này, quay cho các bác xem này. Đây là một biển màu trắng các bác nhé rồi, rất là nhiều Tiếp tục đến màu vàng các bác này Rồi, Rất là đẹp 8 phần nút là cái nô cuối cùng Của cái dòng Màn hình Tai thỏa các bác nhé Rồi. Và có nút home Rồi, là Nô cuối cùng Xong đó bắt đầu lên Màn hình x các bác Không nút home này, Một biển luôn các bác này Toàn màu vàng gold đây các bác này à toàn màu vàng gold các bác nhé rất là đẹp các bác này cực kỳ chất tím quay chi tiết cho các bác xem nhé các bác nào thích thì liên hệ trực tiếp em qua zano các bác nhé em chỉ làm qua zano thôi không bị hách mà cực kỳ chuẩn về hình ảnh cũng như là cái độ sắc nét của nó các bác nhé em chụp chi tiết cho các bác xem các bác thích cây nào em chụp chi tiết cho các bác xem đấy đây này có cây này này pin của 97 sạc 69 lần và tiếp tục một cây pin 100 cây này 100 sạc nhiều các bác nhé Đấy và một cây pin 90 này các bác này pin 98 này toàn bộ toàn pin rất là đỉnh cao luôn các bác nhé Đây là màu gold thì các bác này màu gold thì có con pin 93 các bác nhé Đấy, toàn bộ rất là đẹp để không làm mất thời gian các bác thì em quay chi tiết cho các bác xem cây màu gold này Đấy cực kỳ đẹp các bác nhé Riêng hàng nhà em là hàng loại một các bác này Không bao giờ có móp méo là một này Xước to xước răm cũng không có các bác này Rồi. Rất là đẹp các bác nhé Nô này em đang bán với giá là 5 triệu Đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc Các bác chỉ cần đặt cọc 100 000 đồng Các bác nhận được máy kiểm tra máy và thanh toán nốt cho em Đây các bác này Phần mềm vẫn còn nguyên 14.7.1 các bác nhé Cực kỳ đẹp luôn tất cả full chức năng và bao quốc tế trọn đời các bác này Rồi. cực kỳ đẹp các bác này bao quốc tế cho các bác trọn đời nhá cái này là qua hai lần camera mà vẫn còn nét thế này các bác này. bao quốc tế cho các bác trọn đời luôn các bác dùng đến cuối đời máy mà nó vẫn là máy nốc này em vẫn đổi mới cho các bác luôn riêng nhà em là bao quốc tế trọn đời nên các bác yên tâm luôn và full chức năng bảo hành cho các bác 6 tháng và bao test tháng đầu tiên Đấy, hàng đẹp này cứ bảo hành cho các bác 6 tháng thôi. Thỏa thích thì thôi các bác nhé. Rất là nhiều các bác ạ. Đây em cứ cầm cả mớ em quay cho các bác chứ quay từng con một thì rất là nâu các bác nhé. Hàng cực kỳ chất luôn. Các bác nào ở gần nhà em có thể qua xem trực tiếp địa chỉ nhà em tại cầu giảm xã Tân Hương huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương. Đấy. Còn các bác ở xa thì chỉ cần đặt cọc 100 000 đồng còn đâu em bao ship cho các bác toàn quốc luôn các bác nhé À xa các bác đặt cọc 100 ngàn đồng Còn đâu là bao ship cho các bác toàn quốc luôn Các bác chỉ cần ngồi nhà shipper mang máy tận nhà cho các bác nhé Đấy, Còn đâu là các bác thanh toán nốt Trước khi à, nhận hàng thì các bác nhớ là bóc hàng ra kiểm tra em nhé Đúng email trên giấy bảo hành là ok Còn đâu là em bảo hành cho các bác nhé Các bác xem có bẹp méo rơi vỡ gì hộ em không nhé Đấy các bác nhớ là xem mọi em có bẹp méo hoặc rơi vỡ đánh cháo gì không thôi chứ. Còn đâu là em bao test hết cho các bác luôn Cực kỳ đẹp rất là nhiều máy các bác nhé Đó. Cực kỳ đẹp và rất là nhiều máy đây các bác này Tất cả bản Mỹ hết các bác nhé Đây mà lấy ví dụ một cây cho các bác xem Tất cả là bản Mỹ quốc tế Mỹ Cây này pin này, nó thấp thì em sẽ thay mới cho các bác nhé pin thay mới và pin bảo hành một năm cho các bác nhé đây tất cả là bản mỹ là là hết các bác nhé cực kỳ đẹp luôn full chức năng còn các bác ở những cái tỉnh lân cận như là thái bình hưng yên hay là bắc ninh hải dương quê em rồi hải phòng ở à, gần gần đây là em có thể là điều thợ đến tận nhà cho các bác ship tận nhà cài đặt zalo facebook danh bạ hình ảnh từ máy cũ sang máy mới các bác nhé cho các bác yên tâm sử dụng luôn Đấy. Tất cả máy cũ có cái gì thì máy mới có cái đó các bác nhé Đấy. Nên các bác rất là yên tâm luôn Rồi, rất là đẹp các bác này Rất là đẹp các bác nhé Còn đây là một dàn máy trắng Đa mệnh các bác nhé Mệnh nào các bác cũng sử dụng được Và đặc biệt cây này pin 98% các bác này pin zin còn 98% các bác nhé Đấy, pin zin còn 98% này các bác này. Rồi. iPhone bản Mỹ đây, iOS 16.3 đây, 0.3 này. Rất là đẹp các bác nhé máy này xuất sắc luôn. Không có tì vết luôn các bác này. Vâng, cây này pin 90 đây. Rồi, rất là đẹp luôn các bác này. Các bác yên tâm sử dụng luôn nhé pin rất là cao luôn này. Cây này là cũng 16 chấm rồi. Rồi các bác này. Yên tâm sử dụng này. Đây bác nào thích về mần cây này. Pin 97% sạc 69 là Siêu đẹp luôn các bác nhé. Đấy. Máy cực kỳ chất như máy mới bóc hộp luôn các bác này. Bao zin từ A đến Z các bác nhé. Em bao từ cái nhỏ nhất là cái mắt camera này. Nồi lên em bao zin cho các bác luôn. Chưa kể cây nâng các bác nhé riêng hàng nhà em thì giá cả lúc nào nó cũng đắt hơn một số nhà, Đấy, nhưng mà đắt thì nó sắt là miếng các bác nhé, nhà em không làm hàng rẻ nên các bác cứ yên tâm mà sử dụng luôn. Những cái hàng rẻ này em không bao giờ nhập. Đấy, đây này các bác này, nhìn hàng nhà em này, đều thoăn thoát như này các bác nhé. Cái gì nó cũng có cái giá của nó các bạn, hàng đẹp thì giá nó sẽ đẹp, hàng rẻ giá nó rẻ thị trường trăm người bán vạn người mua các bác nhé Đấy. các bác nào thích hàng chất thì mua nhà em còn thích hàng rẻ thì rất là nhiều kênh người ta bán hàng rẻ các bác nhé chứ không phải riêng kênh nhà em có bởi vì rất nhiều kênh người ta bán hàng rẻ những con như thế này người ta bán hơn 3 triệu cũng có các bạn Đấy. các bác hỏi tại sao những con này nó đắt thì cái hàng chất lượng hàng nó thế này và tại sao những hàng kia nó rẻ nhiều lúc là hàng mông má rồi mất vân chân vân tay thì đủ kiểu về cũng rất nhiều và loại cũng rất nhiều đây các bác này Đấy đây này nhiều con màn nó dùng nhiều nó già này em cũng loại ra luôn Đấy màn già rồi loại ra luôn các bác nhé rất là nhiều nhé nâng lại nó mưa nhiều em loại ra luôn này. rất là nhiều này loại rất nhiều các bác nhé Loại 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con máy nỗi Bỏ ra luôn các bạn Riêng nhà em không bán máy nổi Em xin được tạm dừng video tại đây Các bác có nhu cầu mua bán ủng hộ thì liên hệ trực tiếp cho em nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau